đến thăm quê hương anh Thái Bình, về tắm biển Đông Châu khi chiều về sóng vỗ. Xa đưa tiếng sao diều, nghe giọng họ thiết tha, hoàng hôn chiều tìm biến êm đềm như khúc ca. Một lần nữa cho phép Như Tài và Bùi Thúy gửi lời cảm ơn trân trọng đến tất cả toàn thể quý vị rất nhiều.